chấp trước trơn như, chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chấp trước thánh đế khổ, chấp trước thánh đế tập diệt đạo, chấp trước bốn niệm trụ, chấp trước bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chấp trước bốn tịnh lự, chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chấp trước tám giải thoát, chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đại mười biến xứ chấp trước pháp môn giải thoát không chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chấp trước bậc cực hỉ chấp trước bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân chấp trước năm loại mắt chấp trước sáu phép thần thông chấp trước pháp môn tam ma địa chấp trước pháp môn đà la ni chấp trước mười lực phật chấp trước bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chấp trước pháp không quên mất, chấp trước tánh luôn luôn xả, chấp trước trí nhất thiết, chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chấp trước quả dự lưu, chấp trước quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Chấp trước quả vị độc giác, chấp trước hạnh đại Bồ-Tát, chấp trước quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thấy việc đó rồi, nghĩ thế này, ta phải làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế? Khiến xa lìa chấp trước, đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép Ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình không có các loại chấp trước như thế này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột